Kính thưa quý khán giả, chào bà con. Một năm mới bắt đầu với những điều tốt đẹp. Minh Thiện và Quỳnh Loan thay mặt những người thực hiện chương trình xin kính chúc quý khán giả và bà con nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt, vụ mùa bội thu. Rất cảm ơn bà con đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua để chia sẻ những thông tin thiết thực về nông nghiệp trên khắp mọi miền. Vui hơn khi năm mới này, những tình cảm bà con dành cho chúng tôi vẫn được giữ trọn vẹn. Còn chương trình ngày hôm nay sẽ có những thông tin gì đáng xem? Mời bà con cùng điểm qua. Bạc Liêu, nông dân trúng mùa trúng giá, Tết này ngập tràn niềm vui. Nhưng đáng buồn, Tết này người trồng hoa lây ơn ở Phú Yên niềm vui không trọn. Năm con heo mời bà con cùng du xuân xem chàng thanh niên 9X miền Tây nuôi heo rừng bằng thức ăn cổ điển, thành công ngoài mong đợi. Xuân về rộn ràng ở trang trại hoa chậu Mimosa Đà Lạt khi bà con biết áp dụng cách làm nông liên kết hỗ trợ lẫn nhau. Năm cũ đi qua và năm mới đã đến, không biết là bà con cảm thấy như thế nào. Chứ còn riêng Minh Thiện và Quỳnh Loan thì cảm thấy trong lòng rất là khó tả một cảm xúc mà có thể nói văn thơ một chút, đó là khi mà nhìn thấy trăm hoa đua nở khi mà đất trời vào xuân. Ngày hôm nay Minh Thiện còn xuất khẩu thành thơ nữa. Với bà con ở đâu không biết, nhưng mà Quỳnh Loan thì chắc chắn rằng bà con trồng lúa và nuôi tôm ở Bạc Liêu thì Tết năm nay là một cái Tết trọn niềm vui nhất. Bên thềm năm mới, nông dân trong tỉnh Bạc Liêu đã tranh thủ thu hoạch lúa, tôm, rau màu và bán gia súc, gia cầm để đón Tết. Ngay từ đầu năm 2019, giá tôm tăng cao. Tôm nuôi đạt từ 20 đến 25 con một ký, thương lái đến tận ao thu mua với giá 300.000 đồng một ký. Mỗi ao tầm dừa, bà con trúng mánh, đút túi hơn 100 triệu đồng. Theo bảng giá tôm trên thị trường Bạc Liêu, tôm thẻ loại 20 con một ký, giá từ 196.000 đến 200.000 đồng một ký, loại 40 con một ký giá 123.000 đồng một ký, tôm sú loại 20 con một ký có giá 320.000 đồng đến 322.000 đồng một ký, loại 60 đến 70 con một ký giá từ 130.000 đến 160.000 đồng một ký. Sau khi thu hoạch tôm, bà con cũng thu hoạch lúa một bụi đỏ. Lúa một bụi đỏ năm nay cũng tăng khá cao với giá 5.400 đồng một ký. Người trồng màu, người chăn nuôi phấn khởi không kém khi giá các loại rau màu như hành, hẹ, củ cải trắng, cà chua, ớt năm nay đều tăng cao. Các hộ trồng dưa hấu cũng được giá khi trừ tiền công đã cất vô túi khoảng từ 6 đến 8 triệu đồng một công, cao gấp 2 lần so với trồng lúa. Cặp tỉnh Bạc Liêu, Tết này, người nuôi cua ở Cà Mau cũng hưởng một cái Tết tươm tất vui tươi. Cua biển Cà Mau ngon, ngọt, chắc thịt, nổi tiếng khắp nước. Trước đây, bà con thường mua giống về rồi thả đại xuống vuông nên hiệu quả không cao. Đến nay, người dân đã biết cách cải tạo đất, nguồn nước và quan tâm hơn đến con giống, từ đó hiệu quả cao hơn rất nhiều. Theo ghi nhận, trên thị trường hiện nay, thương lái đang thu mua cua gạch với giá dao động từ 550 đến 600.000 đồng một ký, tăng từ 120.000 đến 150.000 đồng một ký so với tháng trước. Cua y có giá khoảng 350 đến 370.000 đồng một ký, cua sô khoảng 100.000 đồng một ký. Sau 4 cho đến 5 tháng nuôi, người nuôi có thể thu hoạch dần. Hiện nay, người nuôi cua đang tích cực đầu tư, cải tạo ao đầm, thả nuôi vụ mới. Theo ghi nhận, thị trường cua giống trên địa bàn sôi động, giá tăng mạnh. Hiện các cơ sở ươm cua giống hoạt động hết công suất nhằm kịp cung cấp cho người nuôi. Với thế mạnh về điều kiện tự nhiên, cua biển Cà Mau có chất lượng ngon hơn hẳn so với cua ở các địa phương khác trong khu vực, được tiêu thụ rộng rãi trong nước và cả xuất khẩu đi các nước khác. Đặc biệt là cua của huyện Nam Căn đã có thương hiệu, nên nếu như người nuôi chọn việc nuôi theo mô hình sạch thân thiện với môi trường thì đầu ra sẽ không còn phải ngày đêm trăn trở nữa. Minh Thiện cũng như là quý khán giả có biết không, không chỉ là cua Cà Mau nước tiếng gần xa thôi đâu, mà còn rất nhiều sản phẩm làm nên nét rất riêng ở nơi đây nữa. Và có một đặc sản đậm đà hương vị ngày Tết mà nhà nhà đều cần đến để chiêu đãi bạn bè. Đó chính là khô cá khoai, đặc sản gắn liền với vùng quê biển Cái Đôi Dàm, đã được công nhận nhãn hiệu tập thể, vùng đất Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Những con nước cuối năm, người dân Phú Tân trúng mùa cá khoai. Chủ cơ sở chế biến khô khoai cũng tăng sản lượng sản xuất. Năm nay, thời tiết tương đối thuận lợi, nắng tốt, góp phần cho sản lượng cá khô ngon hơn. Song, yếu tố cơ bản để cá khô khoai Phú Tân luôn mang hương vị đặc trưng nằm ở cách chế biến. Để sản phẩm khô khoai luôn nâng cao chất lượng và giữ được thương hiệu bền bỉ, huyện Phú Tân chú trọng khâu kiểm tra, giám sát chất lượng sản xuất, chế biến, đảm bảo chất lượng sản phẩm sạch cung ứng cho người tiêu dùng.
Vậy mới thấy cuộc sống của người làm nông vô cùng đơn giản, chỉ cần bùa chủ trúng giá cao là y như rằng ai cũng có niềm vui. Nghe Minh Thiện nói thì thật là đơn giản, nhưng mà mùa vụ trúng giá cao là tất cả sức lực của bà con mình đổ vào đó, không một chút ngơi nghỉ. Và nếu đi sai hướng một chút thì tất cả mất trắng. Và cũng có những loại nông sản qua màu bị ảnh hưởng bởi yếu tố khách quan, như là người trồng hoa lây ơn ở Phú Yên đã đánh bạc với thời tiết và chịu thua cuộc. Tết là mùa thu nhập chính của người trồng hoa lây ơn, làng hoa Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa. Đây là vùng trồng hoa lây ơn truyền thống và nổi tiếng đẹp của Phú Yên. Nhưng một vụ mùa không như ý khi tất cả nhà nhà đã trang hoàng nhà cửa, thì rất nhiều hoa lây ơn vẫn còn trên ruộng mà chưa có dấu hiệu thu hoạch. Đây cũng là những luống hoa trổ muộn vì thời tiết không thuận lợi và dịch bệnh. Ở các chợ, giá hoa lây ơn rớt xuống còn 15.000 đến 25.000 một chục, không bằng một nửa so với năm ngoái. Trồng hoa đã khổ, bán hoa còn cực hơn. Nhưng theo bà con, không vì thế mà bà con bỏ nghề, vì đây là loại hoa gắn bó vùng đất này từ trước nay. Và hơn nữa, Tết thì không thể thiếu hoa lây ơn. Thưa quý khán giả, nếu như nhìn thấy cảnh hoa còn đầy đồng, đầy chợ như thế này, thì có lẽ là Quỳnh Loan sẽ nhói lòng lắm. Huống chi là người trồng chính tay dứt bỏ thành quả mà mình đã nâng niu khi hoa vừa kịp héo, không có người đến để mua về. Chừng, mọi cánh hoa mỏng manh thì cũng giống như là cuộc sống của những người trồng chúng vậy. Chỉ cần một chút nắng hơi gắt hay là mưa xối xả là y như rằng tất cả đều dở dụng. Nếu như một người không thể chống chọi lại thì sự liên kết lại với nhau sẽ làm được điều này thôi. Vâng, đúng là như vậy. Thưa quý khán giả, và lời của Minh Thiện đã nói lên được nhiều điều trong việc làm nông nghiệp hiện nay. Chúng tôi sẽ trở lại câu chuyện người dân liên kết trồng hoa rất thành công ở Lâm Đồng vào cuối chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ là một số thông tin tổng hợp cũng từ địa phương Lâm Đồng. Huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng là huyện có tổng dân số trên 160.000 người, trong đó có trên 30% thuộc các dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Để đảm bảo an ninh lương thực, giúp cư dân nơi đây không còn đói giáp hạt, Di Linh đã hết sức coi trọng việc giúp nông dân tăng năng suất cây lúa nước. Hiện có 6.000 hecta chủ yếu là bắp lúa nước được dùng giống mới, kỹ thuật canh tác hiện đại cho năng suất cao. Nếu năm 2008 năng suất lúa của Di Linh chỉ đạt 1 tấn 2 1 hecta mỗi vụ, thì năm 2018 năng suất lúa vùng đồng bào nơi đây đã đạt 5 tấn 1 hecta một vụ. Bên cạnh đó, Tân Thượng và Tân Lâm là hai vùng đất thủ phủ cà phê Di Linh, từng bước thực hiện việc tái canh cải tạo cây cà phê bằng cách ghép chồi hoặc trồng mới những giống có năng suất cao, cũng như mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gắn với chuỗi liên kết các giá trị để nâng cao năng suất, chất lượng của hạt cà phê. Hiện tại, một số rẫy cà phê cho năng suất khá cao, từ 5 tấn rưỡi cho đến 7 tấn rưỡi một hecta. Gắn bó với cây trồng chủ lực của địa phương là cà phê, nhưng nhờ áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nông dân dùng cà phê Di Linh đã có thể đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống. Bên cạnh cây trồng chủ lực là cà phê, lúa nước, thời gian qua, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác, xây dựng nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả, giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Điển hình như mô hình kinh doanh lan rừng, trồng qua đồng tiền, sản xuất rau công nghệ cao. Việc phát triển các mô hình kinh tế giúp tăng thu nhập cho bà con nông dân, còn tạo công ăn việc làm cho người lao động, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Đám con heo, tiếp tục bàn về chuyện nuôi heo thì chắc là không lạc hậu đâu, đúng không Quỳnh Loan? Chắc chắn rồi, nhưng mà để cung cấp cho bà con mình một cách nuôi heo thời thượng, đúng theo xu hướng của thị trường, thì có nói hoài nói mãi cũng không bao giờ là thừa. Đúng vậy, từ chuyện dám liều hết mình rồi trở thành tỷ phú với đàn heo mà trước người ta nghĩ là nó chỉ có thể sống khỏe ở vùng đồi núi thôi. Đó là câu chuyện của một chàng thanh niên 9X mang chúng xuôi về đồng bằng Cửu Long. Một giống heo đen dẻm phá phách lại được gian danh hơn cả nhờ bí quyết nuôi theo phương châm người nuôi có lời, người ăn có lợi. Sinh năm 1991, ngụ xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, từng tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư thú y của trường Đại học Cần Thơ, bén duyên với nghề nuôi heo rừng thông qua sách báo, và đây cũng là một trong những ước mơ lớn của chàng sinh viên nghèo. Sau khi tìm hiểu đặc tính phát triển của giống heo rừng, anh Vinh nhận thấy đây là loài vật nuôi có giá trị kinh tế cao, dễ nuôi, lại được thị trường ưa chuộng bởi thịt heo rừng khá chắc và thơm ngon. Tuy nhiên, mọi kế hoạch chỉ dừng lại là ý tưởng khi lúc này không có tiền. Gia đình lại kịch liệt phản đối vì cho rằng ý tưởng của anh chỉ là viển vông. Không bỏ cuộc,
vừa đi học vừa làm phụ hồ. Năm thứ hai đại học, anh chàng này đã mua được 2 con heo rừng và bắt đầu khởi nghiệp với loại vật nuôi hoàn toàn xa lạ ở đất đồng bằng này. Vừa chăn nuôi, vừa học hỏi và tự rút kinh nghiệm. Đến nay đã tăng lên khoảng 700 con lớn nhỏ với diện tích nuôi gần 2.500 m². Thoạt nhìn trang trại heo rừng của anh nông dân 9X này trông có vẻ rất bình thường. Chỉ là khoảng vườn được cải tạo lại với những ô chuồng và khoảng sân thoáng đãng. Nhưng tất cả đều được áp dụng kỹ thuật chăn nuôi heo tiên tiến. 700 con heo nhưng vẫn không cảm thấy có mùi khó chịu bởi khu vực chuồng được thiết kế bằng điểm lót sinh học. Từ đó các mầm bệnh cũng được cách ly hiệu quả. Thức ăn cho đàn heo ở đây cũng rất đặc biệt. Chỉ là những loại rau nông sản rất bình thường có khắp nơi như chuối cây, khoai lang, lục bình, bã đậu nành, bã hèm, cám gạo. Nhưng nhờ đó mà thịt chúng chắc, thơm ngon. Hiện tại anh Vinh còn mở ra hướng nuôi mới là cho ăn các loại cây thảo dược như đinh lăng, chùm ngay, biềm biệp, kim tiền, tam thất, sâm đất, giúp heo có sức đề kháng cao. Thưa bà con, tiếp tục với câu chuyện mà chúng tôi có nhắc đến ở phần trước, đó chính là việc liên kết để làm nông. Dễ thế nhất trong Tết này, đó là trang trại hoa chậu Mimosa ở Đà Lạt. Xuân thực sự lan tỏa khi bà con đã vận dụng thành công cách làm nông nghiệp theo cách thời thượng. Đây là trang trại của Hợp tác xã Nông nghiệp Mimosa Đà Lạt, chuyên sản xuất các loại hoa chậu cung cấp cho thị trường. Ở đây có vài trăm loại hoa cây cảnh khác nhau, đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng. Được thành lập vào đầu năm 2018, chỉ một năm với tổng diện tích canh tác hơn 10 hectare và 20 thành viên hợp tác, thì đây đang là một trong những mô hình mang lại nguồn thu khá ổn định hàng tháng cho các thành viên với định hướng khá rõ ràng. Bên hợp tác xã mình đã có nhiều người dân làm rồi, sau đó cái mình bắt đầu từ đó phát triển. Người dân họ làm theo tự hình thức là tự phát, chưa có đầu ra cụ thể và cũng chưa có cái chưa có đầu ra. Đó là cái thứ nhất, tức là kỹ thuật của họ chưa vững, cây nó cũng không đều, không đẹp được quanh năm. Thì thay vào đó thì bên mình liên kết lại với nhau, sẽ có một hợp tác xã đứng ra liên kết tất cả các hộ dân lại với nhau. Hiện hợp tác xã này có trên 50 loại hoa chậu khác nhau với sản lượng hàng ngàn chậu xuất bán mỗi tháng. Hầu như các loại hoa ở đây đều được sản xuất theo đơn đặt hàng với nhu cầu khá lớn hướng đến thị trường bình dân. Ngoài liên kết với các hộ dân trồng cây cảnh dọc cung đường Mimosa, thì hiện nay hợp tác xã cũng đã mở rộng quy mô liên kết các vùng khác của Đà Lạt như Vạn Thành, Thái Phiên hay vùng Đức Trọng, Bảo Lộc. Với việc liên kết chặt chẽ, đảm bảo chất lượng hoa khi đến tay người tiêu dùng, từ đó đảm bảo được nguồn thu nhập ổn định cho nông dân liên kết. Chưa liên kết thì nói chung là đóng hàng hóa đồ đi nó ít xuất sức đi được hơn. Bây giờ thì khi mà liên kết được thì hàng hóa nhiều người bước đến và đóng đi được nhiều hơn khắp nơi như là thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Sa Đéc, là Đồng Nai, Đà Nẵng, là những chỗ đó biết đến và đóng hàng đi nhiều hơn. Với giá bán ra tại vườn khá rẻ, chỉ từ 10.000 đến 50.000 đồng một chậu hoa tùy chủng loại. Vì vậy, lượng đơn hàng ở nơi này là rất lớn, bán cho các đối tác ở các tỉnh thành phương Nam, gồm hoa chậu ngắn ngày như Trạng Nguyên, Hồng Tỉ Muội, Sen Đá, Đồng Tiền và hoa chậu cây cảnh dài ngày như Tùng Búp, Đỗ Quyên, Nhất Chi Mai. Với đà phát triển thuận lợi, nhu cầu của thị trường cao, dự tính trong năm 2019 này, Hợp tác xã Nông nghiệp Mimosa hướng đến mở rộng các kênh phân phối hoa chậu đến thị trường miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Do vậy, việc mở rộng liên kết sản xuất vẫn đang được ban điều hành hợp tác xã chú trọng. Mở rộng nhưng nơi đây luôn lấy tiêu chí đảm bảo chất lượng khi cung cấp cho thị trường những sản phẩm hoa chậu có giá thành hợp lý và đẹp nhất đến tay của người tiêu dùng. Và nội dung này cũng đã kết thúc bản tin 365 ngày chuyển động hôm nay. Chúng tôi xin cảm ơn quý khán giả và bà con đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.